Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với channel của Shoptech và em là Thắng Vũ Trong video ngày hôm nay thì em Thắng Vũ xin giới thiệu cho tất cả quý vị các bạn Một dòng sản phẩm ống nhòm một mắt Đó chính là ống nhòm Begich 12x45 Đây là một sản phẩm chính hãng từ Nga Và không để quý vị các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sản phẩm trong ngày hôm nay Đầu tiên, khi uh, các bạn mua tất cả sản phẩm gì bên em thì luôn luôn sẽ kèm theo một cái phiếu bảo hành sẽ ghi đầy đủ về cái thông tin về địa chỉ cửa hàng cũng như số điện thoại và số của bạn kỹ thuật và cái mặt bên đằng sau thì chúng ta sẽ có thêm thông tin họ tên sản phẩm ngày mua và thời gian bảo hành tất cả những cái sản phẩm bên em thì sẽ bảo hành 12 tháng nên tất cả quý vị các bạn mua hàng lưu ý là khi gặp bất cứ vấn đề gì thì sẽ liên hệ lại với bên em và sẽ quay trở lại với sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta đang cầm trên tay em ống nhòm bay 12 12 45 Đầu tiên khi chúng ta nhận hàng về thì chúng ta sẽ có thể cảm giác cái cực kỳ là chắc chắn với một cái bao đựng bên ngoài làm hoàn toàn bằng da và với thiết kế bằng da này thì sẽ uh, giúp chúng ta đi mưa sẽ rất là thoải mái sẽ tránh mưa sẽ nên ẩm mốc bóng nhỏ điểm đặc biệt của cái chiếc túi đựng này thì chúng ta sẽ thấy đây nó sẽ có thêm một cái khóa cái khóa này thì nó sẽ cực kỳ là mượt cái túi đựng bằng da cực kỳ là À, tinh tế và có thêm một cái móc khóa để à, mở kéo ra mở vào thì sẽ rất là mượt. Còn với đó thì chúng ta sẽ thấy đây nó có thêm một cái dây đeo tay. Đây là một mẫu nhỏ một mắt thì nó sẽ kẹt thêm một cái dây đeo tay. Với dây đeo tay này thì nó sẽ được bằng vải dù với cái bản khá là to. Quý các bạn thấy thì chúng chúng ta cầm nắm sẽ rất là dễ dàng. Mở túi đựng ra thì chúng ta sẽ để ý bên trong sẽ có một cái nếp sóc rất là dày như các bạn thấy đây lồng sóc nỉ cực kỳ là dày và có cái đường khâu cực kỳ là chắc chắn thì uh, chúng ta sẽ bảo quản trong một cái túi này thì cực kỳ là ok rồi về bộ sản phẩm của em ống nhòm này thì chúng ta sẽ cùng mở xem bên trong có những gì đầu tiên khi chúng ta nhận được những bộ sản phẩm này thì sẽ có thêm một cái khăn lau khăn lau này để đảm bảo cho quá trình sử dụng xong thì chúng ta lau chùi lau chùi để tránh trường hợp những cái bụi bẩn bám vào làm mờ ống kính theo thời gian à, em cũng lưu ý cho quý vị các bạn là nên sử dụng những cái loại vải khi chúng ta mất khăn ấy, thì chúng ta nên sử dụng những cái loại vải mềm tránh sử hợp những sử dụng những loại khô rát làm làm xước cái mắt kính tiếp theo đó chính là về phần uh, giấy bảo hành của hãng cùng như với đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái số những cái thông tin về sản phẩm như quý vị các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta sẽ có uh, một tờ A4 có hai mặt và mỗi bên thì sẽ có ví dụ như thông tin sản phẩm và một cái đó là chúng là cái thời gian bảo hành của hãng nên là quý vị các bạn lưu ý đây là một sản phẩm chính hãng và luôn luôn có những cái chính sách bảo hành của hãng riêng và cái giấy bảo hành này thì sẽ được in bằng hai thứ tiếng đó là chữ tiếng nga và tiếng anh không thể thiếu ở bất kỳ những cái mẫu ống nhòm nào đó chính là một cái túi hút à, ẩm đây quý vị các bạn đây. À, mình lưu ý cho quý vị các bạn là khi chúng ta sử dụng xong thì luôn luôn để cạnh ống nhòm cạnh túi hút ẩm thì chúng ta sẽ sử dụng và cái ống nhòm sẽ bền bỉ theo thời gian bên kia đó thì ví dụ được bác nào có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ mua những cái hộp hộp hút ẩm thì sẽ bảo đảm ống nhòm sẽ sử dụng một cách lâu dài mà không sợ bị mờ nhòe theo thời gian và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay em ống nhòm bay gách 12 x 45 về thiết kế bên ngoài của em ống nhòm này thì uh, em đánh giá qua về cái chiều dài của em ống nhòm. Trước tiên về cái chiều dài của em ống nhòm này thì có cái chiều dài tầm khoảng 17 cm và cái đường kính vật kính này. Quý vị các bạn thấy đấy đường kính vật kính này nó là 45 mm. Đây, với cái một cái kích thước như vậy thì chúng ta sẽ cầm nắm cực kỳ là chắc tay. Khối lượng đâu đó tầm khoảng 200 g. Đây khá là nhẹ. Khá là nhẹ này quý vị các bạn thấy, thấy. Nhẹ tại sao nó lại nhẹ kích thước nhẹ như vậy thì chúng ta lưu ý là với những cái sản phẩm đến chính hãng từ nga thì luôn luôn thân của nó sẽ được làm được bằng hợp kim hợp kim nhôm thường thường người ta sẽ làm bằng hợp kim nhôm nên là khi chúng ta cầm nắm sẽ có cảm giác rất là chắc tay và phần thứ hai đó là nó khá là nhẹ so với kích thước của nó thì chúng ta cảm thấy rất là nhẹ để tiện cho chúng ta cầm nắm sử dụng lâu dài mà không xịn bị mỗi tay bên ngoài thì chúng ta có thể thấy đây khi nằm bằng hợp kim nhôm và sẽ được phủ toàn bộ bằng một lớp sơn đen đây, quý vị các bạn thấy đây này. mình sẽ cận cảnh hơn cho quý vị các bạn có thể dễ dàng quan sát thì nó hoàn toàn bằng là bằng hợp hợp kinh nhôm và phủ sơn màu đen hết rất là sang trọng bên cạnh đó về cái phần thân ống nhỏ thân ống nhòm này thì sẽ được bọc hoàn toàn bằng cao su quý vị các bạn thấy đây lớp cao su sần này với cái sử dụng bằng lớp cao su sần này thì nó sẽ có hai tác dụng chính thứ nhất nó sẽ tạo cho một con da có một cảm giác cầm rất là chắc tay khi sử dụng tránh trơn chuột khi trời mưa cái thứ hai là chúng ta khi không may làm rơi ống nhòm thì cái lớp cao su này cũng là một phần để đảm bảo cho quá trình không may là chúng ta rơi vỡ rơi ra thì nó sẽ chống sốc cực kỳ là tốt tiếp tục về cái phần mắt thị kính của ống nhòm này với cái mắt thị kính của ống nhòm này thì là đâu đó tầm khoảng 2 cm với kích thước thị kính của 2 cm thì mình đánh giá cực kỳ cao về cái thiết kế của mẫu ống nhòm này mẫu nhòm này có cái đường kính thị kính là 2 cm thì nó sẽ cho một cái trường nhìn cực kỳ là rộng. kính cái đó thì chúng ta sẽ tránh trường hợp phải nheo mắt nhiều khi quan sát. Đối với tất cả những cái mẫu một, ống nhòm một mắt trên thị trường, dù là cao cấp hay là giá rẻ thì chắc chắn quý vị các bạn luôn luôn phải nheo mắt khi quan sát. Nhưng đối với những cái mẫu ống nhòm có cái đường kính thị kính lớn ấy thì chúng ta việc nheo mắt và quan sát sẽ hạn chế hơn so với khi sử dụng những cái mẫu nhòm giá rẻ mắt thị kính rất là bé đây quý vị các bạn thấy này nó sẽ có một cái mắt thị kính khá là to bên cạnh đó thì quý vị các bạn thấy đây nó có một thêm một cái vòng đệm này vòng đệm này thì uh, nó có tác dụng chính thứ nhất là nó tránh trường hợp cái nông mi của mình chạm vào cái mắt thị kính này khi chúng ta quan sát sẽ không có trường hợp là những cái vết đen vết đen đó thực chất là cái nông mi của chúng ta chạm vào cái mắt thị kính và thứ hai nó sẽ tạo một cái khoảng cách mắt nhìn thích hợp nhất giữa mắt và thị kính rồi thì em cũng đánh giá qua về cái thiết kế của bên ngoài của em bóng nhòm này thì chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cái thông số của em ống nhòm. Em ống nhòm này với cái thông số là 12x45 với cái độ phóng đại là 12x lần cùng với đó là cái đường kính vật kính là 45 mm. Thì uh, quý vị các bạn có thể thấy với cái độ phóng đại 12 thực chất nó là rất là ok rồi. Nó không quá bé, chúng ta chỉ nên sử dụng từ khoảng 7-8 đến 20 lần là cao. Là 12 là quá là ok đối với một em bóng nhòm một mắt. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ để ý được đây là có thêm một cái gọi là trường nhìn Trường nhìn là 93mm, 93m trên 1 m Đây là 1 nghìn trường nhìn em đánh giá là cực kỳ là ok 93m trên 1 m Ở đây thông số này có nghĩa là chúng ta có thể quan sát hai vật cách nhau 93m ở khoảng cách 1 m về cái trường nhìn này thì em đã có là một số những cái video liên quan với trường nhìn này rồi thì quý vị bạn nào muốn tìm hiểu sâu thì chúng ta có thể uh, kích vào phần dưới lên mô tả về cái phần lấy nét của em bóng nhòm này quý vị các bạn đây có thể ý đây là một số những cái thông số khi em lấy năm ống nhòm em bóng nhòm này thì lấy nét cực kỳ là dễ dàng với ở cái vòng xoay ở mắt thị kính đây quý vị các bạn này mình xoay rất là mượn với vòng xoay ở mắt thị kính để lấy nét này, quý vị các bạn ra đây. Mình xoay cực kỳ là nhẹ nhàng và lấy nét rất là dễ dàng. À, quý vị các bạn lưu ý là khi chúng ta lấy nét thì chúng ta chỉ cần xoay nhẹ thôi, xoay nhẹ để nó bắt ảnh tại vì cái mẫu này nó bắt nét cực kỳ là tốt với cái, cái vòng đệm này, cái con lớp sàn này cực kỳ là tốt. Và à, quý vị các bạn có để ý đây là em ống nhòm này thì làm hoàn toàn chất liệu kính được bằng BK4 thì sẽ cho hình ảnh cực kỳ là sắc nét điểm mình cực kỳ thích của em ống nhòm này đó chính là ống nhòm này được phủ một lớp ở vật kính đây phủ một lớp gọi là mất multiscope thì đối với cái lớp này thì nó sẽ thứ nhất là làm bắt sáng cực kỳ tốt đây này nó thu sáng với cái đường kính vật kính là 40 năm và có cái chất liệu phủ là multicop thì nó sẽ thu sáng cực kỳ tốt và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ loại bỏ được những cái ánh sáng độc hại độc hại khi chúng ta quan sát Vừa rồi thì mình cũng đánh giá qua về em bóng nhòm này rồi với cái độ phóng đại là 12x lần cùng với tầm nhìn xa 10.000m thì đây là chắc chắn là cái sản phẩm mà quý vị đang sở đó trong thời gian gần đây nó sẽ có về cái bộ phụ kiện cũng như cái độ chắc chắn nó nói thì mình đánh giá rất là cao vừa rồi thì mình muốn đánh giá chi tiết về em bóng nhòm này quý vị các bạn nào thấy hay đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh youtube shop Tech để nhận thêm những cái video ý nghĩa về ống nhòm Quý vị nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với hotline 0988 862 059 để được hỗ trợ và tư vấn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.